Có hai thứ mà bạn không thể bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà. Hai là điểm thưởng sắp hết hạn trong app Smile. Đừng lo, Smile đã ra mắt tính năng mới để mỗi lần chuyển tiền, bạn đều phải sử dụng điểm thưởng, mà còn được sử dụng điểm thưởng tối đa nữa đó. Smile sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện ngay nhé. Đầu tiên, bạn vào ứng dụng Smile và thực hiện thao tác chuyển tiền như bình thường. Tại bước nhập số tiền cần chuyển, bạn hãy nhập số tiền bạn muốn chuyển về Việt Nam và tích vào ô sử dụng tất cả điểm thưởng. Ví diện của bạn sẽ được giảm trừ tối đa với tất cả điểm thưởng bạn đang có. Nếu số điểm bạn có nhiều hơn số ví diện, ứng dụng cũng chỉ trừ đúng số điểm tương đương số phí mà thôi. Tiếp theo, bạn chỉ cần thực hiện các thao tác như bình thường là có thể dễ dàng chuyển tiền về nhà một cách tiết kiệm hơn trong tiền giao dịch rồi. Với tính năng mới này, bạn hoàn toàn có thể yên tâm, Smile sẽ tự động hiển thị toàn bộ điểm thưởng để nhắc nhở bạn sử dụng. Việc của bạn cần làm chỉ là chọn tích để sử dụng toàn bộ điểm thưởng đó mà thôi. Yes. Smile cũng xin gửi bạn bản phí siêu tiết kiệm và điểm thưởng siêu hấp dẫn tại đây. Ngoài ra, hàng tháng Smile đều có ngày hội chuyển tiền miễn phí cùng nhiều mini game vô cùng hấp dẫn và bạn thể săn điểm thưởng một cách dễ dàng. Đừng quên nhấn theo dõi Smile để cập nhật thêm nhiều chương trình và ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng nha. Còn chần chờ gì nữa mà không đăng ký ngay một tài khoản Smile để chuyển tiền với tỷ giá cao, phí gửi thấp, nhà của bạn sẽ nhận được tiền chỉ sau 2 phút.